bị Thương Huyền đày đọa mỗi đêm. Anh ta bí mật nhốt Tiểu Thiên để tán tỉnh, quá vô liêm sỉ. Sau khi Tiểu Lục và Linh Xuân nhận ra nhau, quyết định trở về thân phận Hạo Lăng Đại Vương cơ. Một mặt là để giúp Linh gia vững chắc thế lực, mặt khác là để giữ cho mình không bị sỉ nhục. Cuộc sống của Tiểu Lục mặc dù vui vẻ, nhưng cô cũng đã trải qua quá nhiều ủy khuất. Về phần Thương Huyền, ngay từ đầu chính là muốn lợi dụng nàng. Kinh nghiệm thời thơ ấu làm cho anh ta khao khát quyền lực, bởi vì chỉ bằng cách này anh ta mới có thể tự bảo vệ mình, chọn cuộc sống cho chính mình. Cho nên sau khi Tiểu Thiên đáp ứng khôi phục thân phận, trước tiên đưa nàng về Ngọc Sơn khôi phục dung mạo. Điều này cũng đã định trước kết cục giữa họ. Thương Huyền sau khi an bài xong hết thảy liền trở lại Tây Viêm, yên tâm thoải mái coi Tiểu Thiên là một thanh đao trong tay, lợi dụng nàng củng cố thế lực Hạo Lăng. Đồng thời hắn vì được Tây Viêm Vương tán thưởng, điên cuồng cưới vợ nạp thiếp để khoa trương thế lực. Vì vậy chỉ trong một vài năm, hắn đã trở thành cánh tay phải của hoàng đế Tây Viêm. Nhưng mặc dù vậy, hắn vẫn không hài lòng. Trong khi tận hưởng quyền lực, trái tim anh cũng không cam lòng cô đơn. Đặc biệt là sau khi biết được tư tình của Tiểu Thiên và Đồ Sơn Cảnh, tình cảm huynh muội phức tạp trong người của hắn hoàn toàn biến chất. Không muốn một mình đối mặt với tất cả những điều này, muốn Tiểu Thiên hướng về phía trước, cam tâm ở bên cạnh hắn. Nhưng Thương Huyền lại quên mất, người khởi xướng đẩy cô ấy ra xa hơn và không phải là ai khác, đó chính là mình. Thương Huyền rõ hơn ai hết nhược điểm của Đồ Sơn Cảnh, vì vậy hắn đã hợp tác với Đồ Sơn Lưu để giết anh ấy. Không ngờ tất cả những gì hắn làm đều bị Thần Nông Hinh Diệt phát hiện. Tiểu Thiên đã bị sốc khi phát hiện ra bộ mặt của Thương Huyền. Để anh ta buông bỏ mối quan hệ này, Linh Nga đem tất cả chân tướng nói cho Tiểu Thiên. Hai huynh muội bọn họ quyết liệt như vậy, Tiểu Thiên cuối cùng chán nản muốn giết hắn, sau đó sẽ liều mình tự sát. Nhưng khi Thương Huyền bị bại lộ âm mưu, Tiểu Thiên vẫn mềm lòng. Không ngờ chính là khoảnh khắc trần chờ này, bị Linh Nga nắm lấy cơ hội đánh ngất cô. Hắn biết Tiểu Thiên không thể yêu hắn, nhưng hắn cũng không thể để cho mình buông tay. Vì vậy anh đã chọn để giữ cô trong suốt cuộc đời của mình. Linh Huyền biết rõ điều Tiểu Thiên khát vọng nhất chính là tự do, lại hết lần này tới lần khác dùng phương thức hèn hạ nhất tra tấn nàng. Trong thực tế, những người hắn yêu thương sẽ luôn luôn là chính hắn. Cho dù hắn trở nên nhỏ bé, nhốt cô lại để tán tỉnh, vẫn là vì Hồng Đồ Bá Nghiệp Dạ Xanh Ca của hắn. Để rời khỏi Tây Viêm đến núi Thần Nông, không tiếc công lăn lộn cùng hoàng thân quý tộc ở cùng một chỗ. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi đã dính vô số phụ nữ, cứ như vậy còn có mặt mũi nói yêu Tiểu Thiên.